Thưa quý vị và các bạn thân mến, Hiệp định EFTA có nguy cơ không được phê chuẩn vì vụ Đồng Tâm và vụ bắt nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Làm sao Nghị viện Liên minh châu Âu, Nghị viện EU sẽ có thể thật sự nghiêm túc thông qua Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam EFTA trong tháng 2 tới với một quốc gia khủng bố và đàn áp chính dân của mình như nhà nước Cộng sản Việt Nam? Nữ nghị sĩ Saskia Brickman viết trên Twitter hôm ngày 18 tháng 1 năm 2020. Bà Saskia Brickman là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu, Ủy ban INTA. Ủy ban này chuyên trách về các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, bao gồm các hiệp định thương mại. Trên trang Twitter của mình, nữ dân biểu người Bỉ Saskia Brickman cũng trích dẫn một bài báo tiếng Anh tường thuật về vụ đánh úp Đồng Tâm trên tờ The Vietnamese cho rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước khủng bố đàn áp dân. Thứ ba tuần tới ngày 21 tháng 1 năm 2020, Ủy ban INTA sẽ họp tại Brussels, Bỉ để bỏ phiếu về khuyến nghị cho các nghị sĩ châu Âu biểu quyết phê chuẩn Hiệp định EFTA. Tầm quan trọng cuộc họp ngày 21 tháng 1 là nếu khuyến nghị nêu trên không được thông qua thì Nghị viện EU không thể bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định EFTA mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 tới trong phiên họp toàn thể của Nghị viện EU. Không biết những ai trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vô tình hay cố ý mà đã ra quyết định đánh úp Đồng Tâm ngày 9 tháng 1, chỉ 12 ngày trước cuộc họp quan trọng của Ủy ban INTA. Trên Facebook cá nhân của mình, tiến sĩ Nguyễn Văn A viết Tô Lâm là kẻ phá hoại Hiệp định EFTA hiệu quả nhất. Bà Virginia Batu Harrison, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối tác và chính sách an ninh nói rằng ngày 9 tháng 1, đúng ngày xảy ra vụ việc, Đại sứ Gio Ali Batti, trưởng phái đoàn EU tại Hà Nội đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ để bày tỏ quan ngại và sự dè dặt về cách xử lý tình hình của lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam. Bà Batu Harrison cho hay thêm rằng phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đề nghị có cuộc gặp cụ thể với Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Hôm 16 tháng 1 năm 2020, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng đề nghị của Liên minh châu Âu EU. Theo bản tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Bia Giorgio Alibetti, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam. Nhưng nội dung và kết quả của cuộc nói chuyện chưa được hai bên tiết lộ. Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nghị viện châu Âu từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 để thúc giục Nghị viện châu Âu sớm thông qua Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu Việt Nam EFTA. Có lẽ đây là chuyến đi chữa cháy sau khi vụ đàn áp Đồng Tâm xảy ra. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong chuyến thăm này, ông Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Heidi Hautala và Dimitrio Papadimoulis, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu INTA Berlin và 12 nghị sĩ thuộc các đảng phái chính trị lớn tham gia Nghị viện châu Âu, bao gồm Đảng Nhân dân châu Âu, Đảng Dân chủ xã hội châu Âu đổi mới, Đảng Xanh, Đảng Cải cách và Bảo thủ châu Âu. Thông tấn xã Việt Nam cho biết cuộc gặp của ông Sơn khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các lãnh đạo nghị viện và các cơ quan EU để thực hiện các cam kết được đưa ra trong EFTA, bảo đảm sớm thông qua hiệp định này. Ngay trước thềm phiên họp mang tính quyết định về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, viết tắt là EFTA, diễn ra vào ngày 21 tháng Giêng, có thể thấy rõ nỗ lực dàn xếp nhằm trấn an các nghị viên châu Âu của giới hữu trách Cộng sản Việt Nam trước những làn sóng chống lại việc thông qua hiệp định này vì những lo ngại về nhân quyền, quyền của người lao động tại Việt Nam. Tôi khẳng định chuyến đi này và chính sách nhất quán của nhà cầm quyền Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.
phù hợp với hiến pháp của Việt Nam và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong lá thư gửi cho Chủ tịch Berlin của Ủy ban Thương mại Quốc tế INTA thuộc Nghị viện châu Âu EP ngày 6 tháng Giêng mà chúng tôi đọc được. Một tuần sau, ngày 13 tháng Giêng, Đại sứ Việt Nam tại Brussels, Bỉ, ông Vũ Anh Quang lại có thư gửi ông Berlin tiếp tục khẳng định về chính sách bảo vệ và cổ suý cho tất cả quyền tự do căn bản và nhân quyền tại Việt Nam. Đồng thời, giải trình trường hợp bắt giữ nhà báo độc lập blogger Phạm Chí Dũng. Theo giải trình này, nhà báo Phạm Chí Dũng bị tạm giữ vì đã thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mà không đăng ký theo luật pháp của Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để viết xuyên tạc và truyền bá tin giả về các chính sách và luật pháp của Việt Nam nhằm kích động và gây rối an ninh công cộng, gây hoang mang và lo lắng cho nhân dân và sự ổn định của xã hội. Trước khi bị bắt ngày 21 tháng 11 năm 2019, ông Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập được biết tiếng với những bài phân tích bình luận về tình hình thời sự Việt Nam. Ông cũng là blogger của VOA và nhiều cơ quan truyền thông khác trong nhiều năm qua. Trong lá thư mà chúng tôi đọc được, Đại sứ Vũ Anh Quang sau khi giải trình về trường hợp bắt ông Phạm Chí Dũng tiếp tục dẫn chứng về quyền tự do ngôn luận và báo chí của Việt Nam trên giấy tờ, tức các quy định trong hiến pháp và các bộ luật báo chí, luật xuất bản, luật tiếp cận thông tin. Và trên thực tế, thông qua thống kê của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU nói rằng Việt Nam trong số các quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất về báo chí, thông tin truyền thông, mạng xã hội và cơ sở hạ tầng Internet. Tiếp tục minh chứng cho luận điểm này, ông Quang đưa ra số liệu của năm 2019 cho biết Việt Nam hiện có 857 cơ quan báo chí, 1.510 trang báo điện tử và 18.000 nhà báo, hơn 64 triệu người dùng Internet và 75 triệu tài khoản Facebook và sự hiện diện của đại diện các hãng thông tấn lớn nhất thế giới như Reuters, AP, AFP và Kyodo. Một nguồn tin liên lạc trực tiếp với một số nghị viện châu Âu cho chúng tôi biết nhóm đàm phán EP vừa có cuộc họp cuối cùng về EFTA và IVIPA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa châu Âu và Việt Nam, trước khi diễn ra phiên họp mang tính quyết định trong vài ngày tới, ngày 21 tháng Giêng. Mục tiêu của cuộc họp là để thảo luận những lá thư trao đổi giữa Ủy ban EP và giới hữu trách Việt Nam vừa qua. Cùng thời điểm, truyền thông Việt Nam cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cũng có chuyến thăm và làm việc tại EP từ ngày 13 đến ngày 16 tháng Giêng. Theo đó, quan chức này đã gặp những nhân vật quan trọng của EP, Chủ tịch Berlin và của INTA và 12 nghị sĩ thuộc các đảng chính trị chủ chốt trong EP. Tại cuộc họp, ông Sơn tiếp tục nhấn mạnh đến ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp định EFTA và EVIPA trong thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU và hứa sẽ thực thi đầy đủ các cam kết của các hiệp định theo tường thuật của VTV Đài truyền hình Việt Nam. Trong khi đó, nguồn tin mà chúng tôi bổ sung thêm rằng tại cuộc họp, việc thả một số tù nhân chính trị cũng đã được công bố nhưng không có danh sách cụ thể của các tù nhân. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe tin rằng đại diện của Việt Nam tuyên bố bộ luật hình sự sẽ được xem xét. Tuy nhiên, chúng tôi không có chi tiết cũng như các cam kết bằng văn bản, nguồn tin trên đã cho chúng tôi biết thêm. Bộ luật hình sự vốn là một trong những rào cản trong nỗ lực vận động thông qua EFTA từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế trong thời gian qua liên tục gửi kiến nghị kêu gọi FP hoãn thông qua hai hiệp định với Việt Nam, cáo buộc nhà nước Cộng sản Việt Nam dùng bộ luật hình sự khắc nghiệt để hình sự hóa việc chỉ trích chính quyền, một kiến nghị hồi tháng 11 vừa qua đã nêu rõ. Các tổ chức quốc tế cho rằng hai hiệp định giữa EU và Việt Nam hoàn toàn không đưa ra cam kết cụ thể nào về nhân quyền từ phía Việt Nam, ngoài những điều sơ sài trong chương trình phát triển bền vững của EFTA và cũng không đưa ra thời khóa biểu ràng buộc hay hình phạt nào nếu không tuân thủ các cam kết. Các tổ chức này kêu gọi EP phải đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải sửa đổi bộ luật hình sự và có thể có những thiện chí, thể hiện những thiện chí cải thiện nhân quyền bằng cách thả hết các tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam,
chấm dứt sách nhiễu những người bất đồng chính kiến hay thực thi quyền tự do tôn giáo, công nhận các nghiệp đoàn lao động độc lập, thông báo công khai thời gian điều chỉnh luật an ninh mạng theo tiêu chuẩn quốc tế và một số yêu cầu khác. Về phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, ngoài nỗ lực vận động trực tiếp trên mặt trận truyền thông, cũng liên tục xuất hiện những bài viết song song với mỗi động thái trong nước và quốc tế có thể gây bất lợi cho việc thông qua EFTA và EVIPA. Đơn cử ngay sau khi 48 tổ chức quốc tế và trong nước gửi kiến nghị lên các lãnh đạo EP hồi cuối tháng 9 năm 2019 kêu gọi hoãn thông qua hai hiệp định. Báo Công an có ngay bài viết gọi các tổ chức này là bàn tay bẩn đang nỗ lực chống phá, cản trở EFTA qua việc đổi trắng thay đen, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Trong khi trang tin chính thức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt Nam có bài viết nói rằng Việt Nam đang từng bước nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế để phù hợp với cam kết về lao động theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặt khác, theo nguồn tin cung cấp cho chúng tôi, ngoài việc giải trình và chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, các lãnh đạo cấp cao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn cung cấp cho EP một danh sách 22 văn kiện cho thấy việc cải cách Bộ luật Lao động sẽ được thông qua vào tháng 10 năm 2020 này. Các nghị viên châu Âu và thành viên của Ủy ban Nhân quyền EP Deroy cũng sẽ được mời tham gia vào đối thoại nhân quyền nhằm giải tỏa những lo ngại của họ về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Nguồn tin của chúng tôi cho biết như thế. Những động thái xoa dịu từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có vẻ như cũng làm cho các lãnh đạo châu Âu nhẹ nhõm phần nào. Theo nhận định của nguồn tin của chúng tôi, mặc dù trên thực tế sự kiện xảy ra ở Đồng Tâm gần đây đang chứng tỏ tính thiếu khả thi của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Theo lịch trình phiên họp tại INTA để bỏ phiếu cho các khuyến nghị về EFTA sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 21 tháng Giêng tới đây. Sau đó, nếu các khuyến nghị này tiếp tục được thông qua trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu vào tháng 2 tới, thì EFTA sẽ chính thức đi vào hiệu lực một tháng sau đó. Kể từ khi diễn ra vụ bố giáp tại Đồng Tâm khiến cho ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, thủ lĩnh tinh thần của dân làng Hoành ở Đồng Tâm, thiệt mạng cùng với ba công an hôm 9 tháng Giêng, nhiều tổ chức xã hội và một số nghị viện châu Âu kêu gọi EP nên xem xét lại việc thông qua hiệp định này. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người vận động cho các xã hội dân sự tại Việt Nam, liên tục cảnh báo về hậu quả vụ việc này lên số phận của hiệp định của Hà Nội và ra sức vận động gần chục năm qua. Hiện trên trang mạng cũng xuất hiện những lời kêu gọi biểu tình trước Nghị viện châu Âu Bỉ vào ngày 21 tháng Giêng, đúng lúc diễn ra phiên họp mang tính chất quyết định tại INTA để chống lại việc thông qua hiệp định này. EFTA được xem là hiệp định tham vọng nhất giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Nếu các thủ tục hoàn tất và chính thức có hiệu lực, hiệp định sẽ ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong khi đó GDP của EU sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng thêm 29% vào năm 2035. Ngày càng nhiều dân biểu châu Âu đã nhận thức được sự tàn bạo và bất tín của chế độ Cộng sản Việt Nam và nhận ra rằng lần bỏ phiếu lần này là một trong những lần hiếm hoi mà họ có quyền lực ràng buộc trong chính sách đối ngoại của EU. Trong những tuần tới, Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ đưa ra quyết định ràng buộc về việc có phê duyệt, hoãn hay từ chối Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, EFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA hay không. Việc bỏ phiếu diễn ra sau một chặng đường dài gần như chẳng có hồi kết. Các cuộc đàm phán giữa Ủy ban và Chính phủ Việt Nam đã diễn ra từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2019. Trong thời gian này, Việt Nam đã đàn áp những người bất đồng chính kiến và lao động có tổ chức tàn bạo, đặc biệt từ năm 2016. Nhiều nhất, các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, blogger
hoạt động tôn giáo và các nhà vận động công đoàn đã bị tấn công tàn nhẫn hoặc giam cầm theo bộ luật hình sự vì bày tỏ quan điểm ôn hòa của họ. Trong một số trường hợp, có người bị kết án chỉ vì đăng bài trên Facebook. EU đã nhiều lần nhấn mạnh xu hướng tiêu cực này chỉ vài tuần trước khi các cuộc đàm phán kết thúc. Hồ sơ nhân quyền ngày càng tồi tệ và khiến cho nhiều dân biểu trong Quốc hội châu Âu lên tiếng. Vào tháng 9 năm 2018, 32 dân biểu châu Âu đã gửi thư kêu gọi cải thiện nhân quyền cụ thể tại Việt Nam trước khi bỏ phiếu. Những lo ngại đã được đưa ra một lần nữa vào tháng 10 năm 2018 trong phiên điều trần với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và nhắc lại một tháng sau đó trong một giải pháp khẩn cấp. Đáng tiếc là nhà cầm quyền Việt Nam đã tiếp tục đàn áp với việc thông qua luật an ninh mạng đầy tranh cãi vào tháng 1 năm 2019 và làn sóng bắt giữ mới. Việt Nam cũng từ chối khuyến nghị của các quốc gia thành viên EU trong quá trình xem xét mới nhất tại Liên Hợp Quốc để sửa đổi luật hình sự và thả tù nhân chính trị. Vào tháng 6, một nhóm dân biểu đã gửi thư yêu cầu cải thiện nhân quyền cụ thể để làm chuẩn mực cho thủ tục chấp thuận sắp tới của Quốc hội. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã bày tỏ quan điểm tương tự vài tháng sau đó trong một ý kiến không ràng buộc phản ánh lời kêu gọi gần đây của các nhóm phi chính phủ quốc tế và Việt Nam, trong đó có các tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Đáng chú ý, ông Phạm Chí Dũng, một trong những người ký đơn kêu gọi, đồng thời là tác giả của một bản kiến nghị kêu gọi hoãn phê chuẩn EFTA, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, rất có thể là do anh tiếp cận với dân biểu châu Âu. Vụ bắt giữ đã gây ra sự phẫn nộ trong Quốc hội, dẫn đến một bức thư của Chủ tịch David Sassoli đề cập đến trường hợp của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, câu trả lời của đại sứ Việt Nam là thẳng thắn bảo vệ việc bắt giữ và so sánh một cách trơ trẽn những hạn chế của Việt Nam về quyền tự do ngôn luận với những quyền này ở các nước phương Tây. Vào tháng 12 năm 2019, Mep Genzadeh đã từ bỏ chức vụ báo cáo viên của thỏa thuận thương mại sau các cáo buộc về việc liên kết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong nỗ lực giải quyết một số vấn đề này, một số thành viên của Ủy ban Thương mại đã yêu cầu một lộ trình ràng buộc quá hạn từ lâu về việc phê chuẩn các công ước về quyền lao động cốt lõi, thông tin vào thời hạn năm 2023 mà chính phủ tự đưa ra, thời hạn không có ràng buộc và không thể thi hành. Các thành viên của Ủy ban cũng rụt rè nêu ra một số vấn đề nhân quyền lớn hơn và kêu gọi đưa luật hình sự phù hợp với các công ước của ILO, Tổ chức Lao động Quốc tế. Vào ngày 6 tháng 1, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời tuyên bố một cách thẳng thắn rằng đó là một chính sách nhất quán của nhà cầm quyền Việt Nam để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền và không giải quyết các đề xuất gây tranh cãi của dân biểu, bao gồm cải cách bộ luật hình sự. Trừ khi có sự thay đổi lịch trình vào thứ Ba ngày 21 tháng 1, Ủy ban Thương mại phải thông qua tiến trình cuối cùng trong các thỏa thuận, sau đó sẽ phải có cuộc bỏ phiếu cuối cùng toàn thể vào đầu tháng 2 tới. Các dân biểu thương mại đang có một vị trí khá khó khăn. Đa số trong Ủy ban có thể đồng ý ngay lập tức cho EFTA và IPA, nhưng ngày càng nhiều dân biểu đã nhận thức được sự tàn bạo và không đáng tin cậy của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và nhận ra rằng cuộc bỏ phiếu này là một trong những lần hiếm hoi họ có quyền lực ràng buộc trong chính sách đối ngoại của EU, và họ có thể và muốn sử dụng thẩm quyền này nhằm bảo đảm cải thiện nhân quyền cụ thể tại Việt Nam. Nhiều người đã tỏ ra khó chịu với việc ông Phạm Chí Dũng tiếp tục bị giam giữ và có một cảm giác phổ biến rằng chấp thuận phê chuẩn phi chính phủ Việt Nam không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nhân quyền nào được đưa các dân biểu đưa ra sẽ giảm nghiêm trọng uy tín của Quốc hội. Điều đó cũng có nguy cơ chia rẽ nội bộ trầm trọng giữa các nhóm chính trị và giữa các ủy ban khác, có thể dẫn đến việc buộc bỏ phiếu nghịch vào tháng 2 tới. Thay vì chọn thỏa hiệp và các thỏa thuận nguyên tắc và uy tín của riêng họ, trong những tuần tới, các dân biểu có cơ hội hình thành một mặt trận chung và đưa ra một số tiêu chuẩn nhân quyền chiến lược cụ thể, khả thi cũng như
chỉ đồng ý khi bật đèn xanh cho các thỏa thuận nếu như Việt Nam cũng đồng thuận với họ. Nếu phải đề cập đến chỉ hai người trong số các tiêu chuẩn cụ thể này thì đó là một cam kết nghiêm túc để sửa đổi luật hình sự và trả tù nhân chính trị, bắt đầu với việc thả ông Phạm Chí Dũng và những người khác có sức khỏe kém. Chỉ cần bỏ phiếu đồng ý mà không nhận được bất cứ điều gì từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là lãng phí, một cơ hội chưa từng có cho sự thay đổi tích cực ở Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm, theo báo cáo năm 2019 của Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền Defenders về tù nhân lương tâm công bố ngày 1 tháng Giêng năm 2020. Con số vừa kể là gồm cả trường hợp nhà hoạt động Huỳnh Thục Vi, người đã bị kết án 33 tháng tù giam nhưng hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ, và 238 người còn lại đang bị giam giữ trong điều kiện vô cùng tồi tệ ở nhiều nhà tù khắp đất nước Việt Nam và xa gia đình của họ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xưa nay luôn chối là không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Hàng năm hàng chục người bị bắt rồi vu cho họ tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng các quyền tự do dân chủ hoặc âm mưu lật đổ với các bản án nặng nề dù hiến pháp của chế độ công nhận đủ mọi thứ quyền tự do căn bản. Theo Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, qua bản báo cáo nói trên, có 48 tù nhân lương tâm bị kết tội hoặc đang bị giam giữ để điều tra về cáo buộc lật đổ, 37 người về tuyên truyền chống nhà nước, 57 người thuộc nhiều sắc tộc thiểu số về phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, 7 người về lợi dụng quyền tự do dân chủ, 13 người về phá hoại an ninh, 48 người về gây rối trật tự công cộng và 2 người bị kết tội khủng bố. Tội danh của 10 người không được công bố. Riêng trong năm 2019, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ 39 người hoạt động trong nước và công dân Úc Châu Văn Khảm. 32 trong số họ bị cáo buộc theo các tội danh thuộc phần an ninh quốc gia và bộ luật hình sự. Nạn nhân mới nhất của các vụ bắt giữ độc đoán này là nhà báo tự do tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ông bị bắt giữ vào tháng 11 sau khi gửi thư cho Quốc hội châu Âu kiến nghị không phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam, gọi tắt là EFTA. Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền cho hay 21 Facebooker bị bắt giữ năm 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ chỉ vì viết và chia sẻ trên mạng xã hội nhằm cổ suý nhân quyền và dân chủ đa nguyên hay chỉ trích chính quyền, hoặc đơn giản chỉ là nêu ra các vấn đề của xã hội như tham nhũng và ô nhiễm môi trường. Họ bị bắt sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực. Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại họ không liên quan đến luật này. Cũng trong năm ngoái, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã kết án tù 38 người hoạt động trong nước và hai người nước ngoài, ông Michael Minh Phương Nguyễn, công dân Hoa Kỳ và ông Châu Văn Khảm, công dân Australia, với tổng mức án 207 năm và 6 tháng tù giam cho 4 và 47 năm quản chế. Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền thống kê cho thấy 22 trong số các tù nhân lương tâm là nữ và là người thuộc dân tộc Kinh, tổng số 166 người, tương đương với 72.4% trong danh sách là người dân tộc Kinh. Nhóm sắc tộc lớn thứ hai trong danh sách là người Thượng, một nhóm các dân tộc thiểu số và tôn giáo sống ở vùng núi của Tây Nguyên. Số tù nhân lương tâm người Thượng là 58, chiếm 24,7% trong số danh sách những tù nhân lương tâm. Trong danh sách còn có 6 người Mông và 2 người là dân tộc Khmer Krom. Chính phủ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu thường xuyên có các cuộc đối thoại nhân quyền với nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội, nhưng không có mấy tác dụng. Cộng sản Hà Nội tảng lờ khi bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án. Cộng sản Việt Nam làm ngược lại các cam kết quốc tế và nhân quyền cũng như kêu gọi trả tự do cho các người bị bắt giữ hay cầm tù. Vào ngày 14 tháng Giêng năm 2020, tới 8 người của nhóm Hiến pháp sẽ bị đưa ra tòa nhưng đã bị hoãn lại. Có những người này có thể bị kết án lên đến 15 năm tù vì bị vu cho tội phá rối an ninh. Họ được gọi là nhóm hiến pháp vì tự in các bản hiến pháp của chế độ rồi phân phát cho mọi người hiến
hiểu các quyền tự do căn bản công dân của mình.